Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Các đoàn xe chiến đấu Wagner đang rời Belarus về Nga. Sau vụ tai nạn máy bay, được cho là khiến ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner, Jeff Kripikuzin không qua khỏi. Các đoàn xe chiến đấu của công ty này đang rời Belarus và hướng về Nga. Thông tin trên do Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, NRC, đăng tải hôm 23 tháng 8 The Kiev Independent dẫn các nguồn tin ở Belarus cho biết một số trại quân sự của Wagner đã được dỡ bỏ vào tối 23 tháng 8 và các thành viên của công ty quân sự tư nhân này đang thành lập các đoàn xe để rời khỏi Belarus. Các đoàn xe có thể hướng tới biên giới với Nga, NRC cho biết. Theo nguồn tin của NRC tại Belarus, chính phủ Belarus không cho phép nhóm lính đánh thuê Wagner rời đi. Các cơ quan đặc biệt của Belarus được cho là cố gắng chặn các đoàn xe này ở biên giới. Trước đó hôm 23 tháng 8, truyền thông Nga đưa tin một chiếc máy bay tư nhân chở ông Jeffry Pikozin đã bị rơi tại vùng Svetskaya của Nga, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay không qua khỏi. Sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Prigozhin hồi tháng 6, Wagner đã thành lập các căn cứ ở Belarus và chính thức hợp tác với Bộ Quốc phòng Belarus. Tuần này, ông Prigozhin vừa chia sẻ một đoạn video từ một địa điểm dường như là ở châu Phi, cho thấy có thể ông đã tìm thấy được một vai trò mới và hành động nổi dậy của ông đã được bỏ qua. Trong đoạn video này, Ông Prigozhin cho biết mình đang tuyển dụng cho các hoạt động ở châu Phi, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư từ Nga rót tiền vào Cộng hòa Trung Phi thông qua Russian House, một trung tâm văn hóa ở thủ đô của quốc gia châu Phi này. Theo The Guardian, các báo cáo gần đây tiết lộ hàng trăm chiến binh Wagner tại các căn cứ ở Belarus bắt đầu rời khỏi đất nước này. Một số người được cho là không hài lòng với mức lương thấp, trong khi những người khác chuyển tới làm việc ở Tây Phi. Lực lượng Wagner tại Belarus đã giảm khoảng một phần tư quân số so với hơn 5.000 người ban đầu. Tại Nga, các hoạt động của Wagner bị gián đoạn suốt 2 tháng qua, có vẻ như Prigozhin và các đồng minh đang tìm kiếm một vai trò mới. Có những gợi ý rằng Wagner đã tới trợ giúp chính quyền quân sự ở Mali, một động thái góp phần dẫn tới quyết định chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài gần một thập kỷ của Pháp ở đây. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo một Wagner khác sẽ xuất hiện sau khi ông Prigozhin biến mất. Chuyên gia Samuel Charab tới từ tổ chức hỗ trợ nghiên cứu và phân tích quân đội Mỹ, Rand Corporation, bình luận rằng đó là sự kết thúc của Wagner như chúng tôi đã biết. Moscow có thể sẽ đẩy nhóm lính đánh thuê giả bộ hành động độc lập ở châu Phi, có thể dưới sự lãnh đạo của một nhân vật trầm lặng hơn. Các chuyên gia cũng chờ rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục đưa một số thành viên Wagner vào quân đội chính quy, có thể triển khai họ như lực lượng đặc biệt ở Ukraine hoặc là nơi khác. Tìm thấy phần cánh đứt lìa của máy bay nghi chở chùm Wagner. Giới chức Nga phát hiện một bên cánh máy bay Legacy 600 nghi chở chùm Wagner rơi tại làng Kuchenkino, cách hiện trường tai nạn 2 km, Hãng tin Ria Novosti của Nga cho biết, phần cánh máy bay đứt lìa được tìm thấy gần lối vào làng Kuchenkino thuộc tỉnh Sever, miền Tây Nga, cách nơi thân chính chiếc Embraer Legacy 600 lao xuống đất khoảng 2 km. Lực lượng phó khẩn cấp Nga đã phong tỏa hiện trường, nơi mảnh cánh máy bay được tìm thấy và ngăn mọi phương tiện đi vào làng. Máy bay gặp nạn trong khi đang trên hành trình từ thủ đô Moscow tới thành phố Saint Petersburg chiều 23 tháng 8, Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy phi cơ bị mất một bên cánh chính và lao xuống đất rồi bốc cháy dữ dội. Theo trang theo dõi chuyến bay trực tuyến Fry Radar 24 cho thấy chiếc Legacy 600 có mã đăng ký RA02795 biến mất khỏi radar lúc 18 giờ 11 phút ngày 23 tháng 8, tức 22 giờ 11 phút theo giờ Hà Nội. Ian Petrenix, giám đốc truyền thông của Fry Radar 24 nói rằng chiếc Legacy 600 đột ngột lao xuống theo phương thẳng đứng vào khoảng 18 giờ 19 phút theo dữ liệu từ Fly Radar 24, máy bay giảm độ cao gần 2.500m trong 30 giây, xoay tròn trong trạng thái mất kiểm soát. Giáo sư Michael Clark, chuyên gia phân tích quốc phòng an ninh tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, nhận định cách thức máy bay rơi cho thấy dường như nó đã trúng một vật thể gì đó đủ mạnh để phi cơ gãy cánh và mất kiểm soát. Ông lại trừ khả năng có một quả bom phát nổ trên khoảng máy bay hay thời tiết xấu khiến phi cơ gặp nạn. Cơ quan hàng không Liên bang Nga cho biết danh sách hành khách trên máy bay có họ tên của Jeffrey Picozin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Dmitry Utkin, chỉ huy cấp cao của Wagner và cánh tay phải của Prigozhin cũng nằm trong danh sách hành khách. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho hay toàn bộ 7 hành khách và 3 thành viên tổ bay đã không qua khỏi, trong đó 8 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Giới chức Nga chưa công bố danh tính nạn nhân và cũng chưa xác nhận liệu Prigozhin có nằm trong số những người không qua khỏi hay không. Ủy ban điều tra Nga thông báo đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm nguyên tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không liên quan tới vụ rơi máy bay. Nguyên nhân dẫn tới sự việc chưa được công bố. Theo cơ quan này, máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty kinh doanh vận tải MNT Aero và chuyến bay trên được thực hiện theo giấy phép sử dụng không phận đã được cấp đúng quy trình. Nga khởi tố hình sự vụ rơi máy bay chở trùm Wagner Prigozhin. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Empire bị rơi. Trong số đó có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo hãng tin TASS của Nga, tiếp tục cập nhật thông tin về vụ rơi máy bay tối ngày 23 tháng 8 tại vùng Tver, phía bắc thủ đô Moscow của Nga, sáng 24 tháng 8, khiến ông trùm tập đoàn Wagner Jabhi Bikuzin không qua khỏi. Cơ quan chức năng Nga xác nhận không còn người sống sót trong vụ tai nạn này, đồng thời đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết máy bay thương mại Embraer bay từ Moscow tới Saint Petersburg đã bị rơi vào tối 23 tháng 8 ở vùng Tver. Trên máy bay có 10 người và không có người sống sót. Máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty MNT Aero, chuyên kinh doanh vận tải. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đang điều tra vụ tai nạn. Theo cơ quan này, chuyến bay của máy bay Empire 135 được thực hiện trên cơ sở giấy phép sử dụng không phận được cấp theo cách thức quy định. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Empire bị rơi. Trong số đó, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Jeffrey Picozin, cùng chỉ huy thực lượng này, ông Dmitry Utkin. Ngoài ra, trên máy bay còn có Sergei Propustin, Jeffrey Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov, Nikolai Majushev và ba thành viên phi hành đoàn, cơ trưởng Alexei Lepshin, phi công phụ Rustam Karimov, tiếp viên hàng không Kristina Raspopova. Tính toán của Ukraine khi thay đổi chiến thuật phản công Giới quan sát giải mã tính toán của Ukraine sau khi Kiev thay đổi chiến thuật phản công Nga, động thái khiến phương Tây tỏ ra hoài nghi về mức độ hiệu quả. Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ đã phân tích định hướng của Ukraine sau khi giới chức phương Tây cho rằng Kiev đang đạt được đạt tiến chậm chạp trên chiến trường vì chiến thuật không đúng. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine chưa đạt được đột phá trong cuộc phản công gần 3 tháng là vì Kiev chọn chiến thuật dàn quân ra quá mỏng dọc theo hơn 1.000 km tiền tuyến, thay vì tập trung quân ở mặt trận miền Nam để xuyên phá phòng tuyến của Nga như dự tính ban đầu. Tuy nhiên, theo ISW, bằng cách tấn công một số khu vực trên tuyển tuyến, Ukraine đang buộc Nga phải kéo căng lực lượng ngăn chặn và ngăn cản Moscow tiếp viện ở những khu vực mà Kiev có thể đạt được bước đột phá. Có vấn đề với những lời chỉ trích nhằm vào nỗ lực liên tục của Ukraine mở các mũi tấn công cũng như lời kêu gọi Ukraine tập trung tất cả các nguồn dự trữ sẵn có vào một hướng duy nhất, ISW nhận định. ISW cho biết thông qua các mũi tấn công nhằm vào Bakhmut ở phía đông, Ukraine đang ngăn cản Nga củng cố lực lượng cho phía nam, nơi Kiev đang tìm cách phá phòng tuyến của Nga. ISW cũng đánh giá Ukraine đang có những nỗ lực tích cực nhằm hướng tới giành lại khu vực Militopol chiến lược. Các hoạt động tấn công của Ukraine tại phía nam Velika Novosinka tiến hành song song với các hoạt động nhằm vào Militopol, khiến lực lượng phòng thủ Nga rơi vào thế khó xử và phải cần chọn trục nào để tăng viện, ISW nhận định. Xây dựng chiến dịch phản công hợp lý đòi hỏi phải cân bằng giữa việc xem xét nỗ lực chính mang tính quyết định và tránh cho phép đối phương tập trung toàn bộ lực lượng dự trữ để ngăn chặn một đòn tấn công vào hướng rõ ràng duy nhất, ISW cho biết. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã cố gắng chọc thủng các vị trí của Nga, được bảo vệ bởi những bãi miền chạy sâu và hỏa lực pháo binh hạng nặng. Tuy nhiên, chiến thuật mà Ukraine chọn đang khiến các đồng minh phương Tây đặt ra câu hỏi, nhất là khi chưa có bất cứ bước đột phá đáng kể nào được ghi nhận trong nỗ lực phản công. Ukraine đã từ bỏ chiến thuật tấn công trực diện quy mô lớn trong giai đoạn đầu khi ghi nhận thiệt hại về khí tài, trang bị và binh sĩ tương đối lớn, đồng thời chọn chiến thuật gần như ngược lại so với kế hoạch ban đầu. Tại tiền tuyến, các quân nhân Ukraine nói với Business Insider rằng những lời nhận xét tiêu cực nhằm vào đà tiến chậm của Kiev là không công bằng và thiếu thông tin, Họ cho hay, Ukraine đang đạt được tiến bộ, nhưng phải đối mặt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi thế mạnh mẽ về khí tài từ Nga. Vitaly Grishkov, một chỉ huy bộ phận UAV thuộc lực lượng chiến thuật Adam của Ukraine, cho biết Kiev đang bị pháo hạng nặng của Nga kìm hãm đà tiến. Grishkov cho biết, Ukraine phải chọn chiến thuật để có thể cứu càng nhiều binh sĩ của mình càng tốt. Tôi nghĩ đối với quân đội Ukraine, không có lựa chọn nào khác ngoài việc đảm bảo rằng tổn thất của chúng tôi không phải là tổn thất nặng nề, ngay cả khi đó là chiến dịch phản công, ông nhận định Bộ Quốc phòng Nga ước tính sau 2 tháng phản công, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 45.000 binh sĩ và hơn 5.000 phương tiện mà không thể xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của Nga. Ukraine chưa bình luận về con số này. Nga gấp rút tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai khi Ukraine tiến gần lớp đầu. Các lực lượng của Nga ở phía nam Ukraine đang nhanh chóng tăng cường lớp phòng tuyến thứ hai giữa bối cảnh quân đội Ukraine đã tiếp cận được lớp đầu tiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho hay thành quả của Ukraine ở khu vực Zaporizhia và Donetsk, đặc biệt quanh các ngôi làng Robotin và Urochani trong những tuần gần đây, đã đưa các lực lượng của Kiev tiến gần phòng tuyến Sudovikin. Đây là một hàng rào bao gồm các bãi mìn và các công sự được xây dựng trong 10 tháng qua nhằm cản bước tiến công của Ukraine. Phòng tuyến trên được đặt theo tên của tướng Nga Sergei Sudovikin, người giám sát việc củng cố các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát từ cuối năm 2022. Bản tin buổi tối của ISV cũng ghi nhận việc tăng cường đáng kể hoạt động xây dựng của Nga sau phòng tuyến đầu tiên. Nga dường như lo ngại về những tiến triển gần đây của Ukraine ở khu vực Donetsk, Zaporizhia và ở phía tây khu vực Zaporizhia. ISV cho hay, tổ chức nghiên cứu này cũng dẫn ra các hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng của Nga đã mở rộng một cách đáng chú ý các công sự phòng thủ gần Chevonoscherica thuộc khu vực Zaporizhia, cách tiền tuyến hiện tại khoảng 25 km về phía tây nam. Trong khi đó, đại tá Ukraine Petro cho biết các lực lượng của nước này có kế hoạch phá hủy các vị trí phòng thủ của Nga ở phía nam Ukraine và Crimea, tấn công vào hành lang trên đất liền nối với các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Ông Petro cũng tiết lộ Nga đang tăng cường mạng lưới phòng thủ ở eo biển Perikop, chưa cắt bán đảo Crimea và phần đất liền của Ukraine và xây dựng ba phòng tuyến ở đây. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, thiếu tướng Kirillo Budanov nhận định các lực lượng của Nga đang chuẩn bị bảo vệ Crimea. Theo ông, Moscow đã thành lập 4 nhóm quân mới ở bán đảo này để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine ở đây. Việc xây dựng thêm các công sự phòng thủ ở Zaporizhia và eo đất Perikov cũng như thành lập 4 nhóm quân ở Crimea cho thấy Nga đang ngày càng lo ngại về các cuộc tiến công gần đây của Ukraine dọc mặt trận phía Nam. ISVK cho hay cuộc phản công của Ukraine hiện đã trải qua hai tháng tiến triển với nhịp độ chậm và nhiều tổn thất. Các quan chức nước này giải thích cho việc chưa đạt được đột phá nào là do các bãi mìn và phòng tuyến kiên cố của Nga. Tuy nhiên, họ cũng hối thúc dư luận và các bên ủng hộ kiên nhẫn, đồng thời nói rằng việc bào mòn binh lực Nga cũng quan trọng như việc giành lại lãnh thổ. Cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Robotin đã đưa lực lượng này tiến gần tới việc tiến hành các chiến dịch tấn công phòng tuyến thứ hai, được cho là yếu hơn phòng tuyến đầu tiên của Nga trong khu vực, ISVK cho hay. Bị đánh hỏng tàu vận tải Moscow bắn chìm hai tàu Ukraine. Sau khi Kiev tung hai đòn đánh vào tàu đổ bộ và tàu chở dầu Nga, Moscow đã đáp lại bằng cách đánh chìm một tàu đổ bộ và một tàu trinh sát Ukraine. Reporter dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nửa đầu ngày 22 tháng 8, tiêm kích Su-30SM thuộc không quân của Hải quân Nga đã bắn cháy một tàu đổ bộ của lực lượng Hải quân Ukraine ở khu vực biển ở phía tây biển đen, gần đảo Jemini, đảo Jemini ở ngoài khơi Odessa. Sự việc tương tự cũng xảy ra vào đêm hôm trước, nhưng ở phía đông Biển Đen, khi một chiếc khác của lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành trinh sát gần giàn khoan dầu Shonomoni Utrecht của Nga, cũng đã bị chiến đấu cơ của hạm đội Biển Đen phá hủy. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, lực lượng hàng không hải quân Nga đã phá hủy hai tàu thuyền của hải quân Ukraine trên Biển Đen. Theo các chuyên gia, hai sự kiện này chỉ ra một số điểm đáng chú ý Đầu tiên là việc các tàu của Hải quân lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển mà không có sự yểm trợ của không quân Ukraine, tức là Kiev không có đủ máy bay để hộ tống các chiến hạm trên Biển Đen. Thứ hai, với hai vụ tấn công liên tiếp sau khi Kiev tuyên bố coi các tàu hành trình đến các cảng của Nga là mục tiêu hợp pháp, Điện Kremlin đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố đanh thép về quyền kiểm soát vùng trời trên vùng biển được Moscow coi là sân nhà của mình. Thứ ba, việc tăng cường sử dụng số lượng máy bay của lực lượng hàng không, hải quân đã giúp Nga thu thập được các thông tin tình báo, nắm chắc được các hoạt động của tàu thuyền Ukraine, từ đó làm giảm các mối đe dọa từ hoạt động của tàu mặt nước không người lái USV của Kiev. Điều này vừa được xác nhận bằng việc các phương tiện trinh sát Nga đã phát hiện một tàu trinh sát Ukraine vào ban đêm, điều một chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM cất cánh nhắm vào mục tiêu và phá hủy nó bằng tên lửa không đối hạm dẫn đường KH-31A. Thứ tư, việc bảo vệ thành công các công trình nằm ở vùng biển gần bờ biển Ukraine giúp tình hình trên bờ bán đảo Crimea trở nên an toàn và ít nguy hiểm hơn, đồng thời cũng tạo tiền đề quan trọng để khi có thời cơ, Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát đảo Jemeni ở ngoài khơi Odessa. Được biết, hai vụ tấn công liên tiếp của các chiến đấu cơ Nga diễn ra ngay sau khi lực lượng hải quân Ukraine cũng tiến hành liên tiếp hai vụ tấn công bằng tàu mặt nước không người lái USV và một tàu vận tải quân sự của Nga và một tàu chở dầu thương mại vào đêm ngày 4 tháng 8 và 5 tháng 8. Theo bài viết trên trang Defense Express của Ukraine, cú đánh đầu tiên là vụ tấn công vào tàu chở dầu SIG của Nga đêm ngày 5 tháng 8, khi nó đang ở trong lãnh hải Ukraine ở phía nam eo biển Kerch con tàu này đã bị tấn công bằng phương tiện mặt nước không người lái USV của Hải quân Ukraine. Trước đó vào đêm ngày 4 tháng 8, các tàu Kamikaze của Ukraine cũng đã tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn Olenigorsky Goniak của Nga, gây thiệt hại đáng kể. Ngoài vụ tấn công vào chiếc tàu đổ bộ lớn ở gần Novorossiysk, lực lượng Ukraine còn tấn công một cơ sở quân sự của Nga ở Ferozia, Crimea nguyên nhân của sự leo thang căng thẳng trên biển đen là do điện Kremlin đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cấp biển đen với cáo buộc phương Tây đã phớt lờ lợi ích của Nga, bất chấp việc Moscow đã thực hiện tất cả các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này. Sau đó, Nga đã tiến hành phóng tên lửa vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu và các cảng quân sự của Ukraine thuộc vùng Odessa, dẫn đến việc Kiev sử dụng tàu không người lái tấn công vào tàu đổ bộ của Hạm đội Biển Đen và tàu chở dầu dân sự của Nga ở phía nam eo biển Cát.